Dạ, Hùng Tỷ Phú mến chào tất cả quý khách hàng, quý cô chú, anh chị và quý nhà đầu tư ạ. Hôm nay Hùng có một cái siêu phẩm là diện tích 2.000 m² thuộc là đất rừng sản xuất nằm trên đồi núi Cô Tiên với view biển, nhìn toàn cảnh thành phố biển Nha Trang. Và trong tương lai khi mà Nha Trang của chúng ta đã lên trung ương thì những lô đất này chắc chắn sẽ được quy hoạch là đất ở toàn bộ, và với giá bán là 5 triệu đồng một mét vuông thôi, chỉ với 5 triệu một mét vuông, nhưng nếu mà nó đã tăng giá lên chỉ cần 10 triệu một mét thôi là những lô đất này sẽ mang lại cho chúng ta lợi nhuận 100% với diện tích là 2.000 mét vuông nằm trên đồi núi Cô Tiên. Ban ngày thì nhìn thấy được là biển với màu nước trong xanh lấp lánh, gió mát, ban đêm thì thấy được thành phố toàn cảnh hết từ đông sang tây, từ nam sang bắc, với một cái cảnh rất là đẹp, lung linh lấp lánh. Quý anh chị nào quan tâm hãy liên hệ với Hùng theo số điện thoại.